Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên tòa, việc đối chấp về số tiền 35 tỷ đồng giữa vợ chồng Trương Xuân Đức và cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã nhận được nhiều sự chú ý. Trả lời, hội đồng xét xử về mục đích nhận số tiền trên bị cáo Đỗ Hữu Ca khẳng định không hề nói với bị cáo Ngọc Anh, vợ của Trương Xuân Đức phải cầm tiền đến để chạy tội. Cựu giám đốc công an Hải Phòng nói, Ngọc Anh đến nhà tôi rất nhiều lần, kêu khóc rất nhiều, nói đi nói lại là anh cứu em. Tôi coi Đức như em trai của mình, rất lo cho Đức, cố gắng lo cho Đức. Tuy nhiên tôi có quan điểm cứu Đức nhưng phải theo đúng quy định pháp luật. Đã lấy tiền của nhà nước là phải bồi hoàn thiệt hại để nhận được sự khoan hồng của pháp luật về số tiền 35 tỷ đồng, bị cáo ca khẳng định đã nói với Ngọc Anh rất kỹ, nói về số tiền khắc phục hậu quả chứ không hề nói với Ngọc Anh về việc mang tiền đi chạy tội, đồng thời nói rằng không hề bảo Ngọc Anh mang tiền đến nhà. Về những lần Ngọc Anh mang tiền đến, bị cáo ca khai rằng rất bất ngờ vì Ngọc Anh mang đến nhà số tiền rất lớn. Cựu giám đốc công an nói cách chuyển tiền của Ngọc Anh không có địa chỉ đến, không có sổ sách, không nói rõ tiền này là tiền gì, không nói rõ số tiền bao nhiêu. Bị cáo ca khẳng định Đầu tiên tôi nghĩ Đức đi vắng, nhà có ba mẹ con, mang tiền đến nhà tôi gửi. Tôi vẫn bất ngờ, nhưng nghĩ anh em với nhau, trong lúc khó khăn giúp nhau, tôi không nói gì cả khi Ngọc Anh để tiền đó. Tôi không biết là vợ chồng Ngọc Anh mang tiền đến chạy tội. Cựu giám đốc công an cho rằng đến cuối cùng, cái sai của mình là chủ quan, nghĩ rằng đây là tiền khắc phục hậu quả nên không hỏi đây là tiền gì. Bị cáo ca nói, tôi không ý thức gì về số tiền này để chạy tội, nhưng tự dưng thành mặc nhiên tôi chấp nhận việc chạy tội cho Ngọc Anh. Đó là cái sai thứ nhất, tôi cũng không cất đi, không kiểm đếm, đến khi tôi nhận thấy rằng tiền này liên quan đến vụ án, tôi mới chủ động giao nộp cho cơ quan công an để điều tra. Đến khi cơ quan điều tra công bố, tôi mới biết đó là 35 tỷ. Tôi không có ý đồ gì chiếm đoạt số tiền này. Cựu giám đốc công an cũng không thừa nhận về việc Ngọc Anh có đến nhà đòi tiền. Ông ca khẳng định, sáng ngày 4 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh có đến nhà tôi, chỉ nói về việc Đức đã bị bắt và không nói gì về việc đòi tiền số tiền đó chỉ cách chỗ Ngọc Anh ngồi 3 mét. Nếu Ngọc Anh xin lại thì tôi mừng quá, tôi trả lại ngay. Bị cáo ca khẳng định trước tòa rằng mình có hành vi nhận tiền nhưng lừa đảo thì không. Cựu giám đốc công an khẳng định, tôi không dám kết luận là viện kiểm sát truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không đúng. Từ đầu đến cuối tôi toàn bị động, chỉ có một lần chủ động là đem tiền đưa cho cơ quan điều tra, phục vụ điều tra, khi mà chưa bị khởi tố. Tôi rất buồn khi có người anh dám làm không dám nhận trái với những lời khai của cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hữu ca vợ chồng trương xuân đức khẳng định mang tiền đến nhà đỗ hữu ca là để chạy tội do bị cáo ca đề nghị nói về mối quan hệ với bị cáo ca trương xuân đức nói rằng coi ông ca như anh trai bị cáo đức nói trước tòa tôi vào tù vì tội mua bán hóa đơn dẫn đến anh ca cũng bị tù tội tôi rất buồn sống không được chết cũng không xong khi được hỏi về việc đưa tiền cho bị cáo ca để chạy tội trương xuân đức khẳng định đó là tiền để chạy tội tuy nhiên quá trình như nào thì không nhớ, khẳng định đúng như cáo trạng Viện Kiểm sát đã công bố. Khi được đối chất với cựu giám đốc công an về số tiền này, Trương Xuân Đức cho rằng việc đưa tiền cho ông ca để chạy tội là rõ như ban ngày. Trương Xuân Đức nói, tự dưng tôi cứ cầm tiền đến mà không có việc gì thì chắc đó là điên. Đây là biện luận của anh ca, vô cùng phi lý. Nếu anh ca không nhận, chỉ cần anh ca nói chân tình với tôi, đưa tôi ra pháp luật thì án của tôi chỉ từ 1 đến 5 năm thôi, chứ giờ tôi không phải đứng đây để nhận thêm cái tội đưa hối lộ như này. Tôi buồn lắm, anh ca nói không phải lừa, nhưng đó là lừa đảo hoàn toàn vợ chồng tôi. Trương Xuân Đức bày tỏ sự chán nản trước những lời khai của bị cáo ca. Tôi rất mệt, rất buồn, không muốn trả lời gì nữa khi có người anh dám làm không dám nhận. Về phần Ngọc Anh, khi được đối chất về số tiền 35 tỷ, bị cáo này cho biết khi đến nhà, bị cáo ca có nói rõ đây là tiền chạy án. Mọi việc y như lời bị cáo đã khai trong quá trình điều tra thể hiện ở cáo trạng. Bị cáo Ngọc Anh nói, ngày hôm đó bị cáo có đến nhà anh ca, nói về việc chồng mình bị bắt. Anh ca đuổi về và không trả lại tiền. Bị cáo luôn tôn trọng anh ca, chẳng có ý kiến gì. Hai bên gia đình có tình cảm rất lâu rồi, khi bị anh ca đuổi về thì bị cáo buồn lắm, chỉ biết đi về thôi. Khi nói về cách xử lý số tiền 35 tỷ đồng này, Vợ chồng Trương Xuân Đức đều mong muốn tòa trả lại số tiền này. Trương Xuân Đức nói đây là số tiền bị cáo tích góp từ bé tới giờ. Phần xét hỏi đi vào thế trái chiều khi một bên khẳng định đây là số tiền chạy án, một bên khẳng định không rõ mục đích số tiền này. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nói rằng thái độ của bị cáo Đỗ Hữu Ca là không có lợi khi cứ chối quanh co. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Đỗ Hữu Ca nghĩ như thế nào về việc người mình coi là em trai nói những lời như thế trước tòa, bị cáo ca không trả lời, đồng thời cũng từ chối trả lời về việc nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bây đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã công bố cáo trạng truy tố 50 bị can liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan với nhiều tội danh khác nhau. Theo cáo buộc, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, nguyên chủ tịch Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt, là chủ mưu, chỉ đạo, hợp thức, sử dụng vốn góp khống của công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng. Về số tiền nộp khắc phục hậu quả, đến nay các bị can và những người liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại tổng số tiền hơn 195 tỷ đồng, trong đó Trịnh Văn Quyết nộp hơn 189 tỷ đồng. Cáo buộc cho rằng các bị can trên trong quá trình điều tra truy tố đã chủ động khắc phục tác động để gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm B khoảng 1, điều 51 Bộ Luật Hình Sự. Ngoài ra, bị can Trịnh Văn Quyết và hai người em được hưởng tình tiết giảm nhẹ, gia đình có công với cách mạng, bị can Trịnh Văn Quyết tham gia hoạt động thiện nguyện, nên được xem xét hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2, điều 51 Bộ Luật Hình Sự. Bị can Nguyễn Thiện Phú, Lê Hải Trà, cựu phó tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố, Lê Thị Thiết Hằng, cựu giám đốc phòng giám sát giao dịch, nguyên giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong phát hiện tội phạm và trong quá trình giải quyết vụ án nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm T khoảng 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Ông Lê Hải Trà có bố đẻ là liệt sĩ nên cũng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm X khoảng 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Trước đó, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng là số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV, kê biên của bị can Trịnh Văn Quyết, 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Hà Nội. Trong đó, một thửa có diện tích 799,6m2, hai thửa còn lại đều có diện tích 199,9m2. Đối với bị can Trịnh Thị Minh Huế, cơ quan điều tra đã kê biên 4 thửa đất và tài sản gắn liền với đất gồm 158,3 m2 nhà đất tại khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính Hà Nội, 3 thửa đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2 Hà Nội, trong đó hai thửa có diện tích 200 m2, một thửa có diện tích 125,3 m2. Bị can Trịnh Thị Thúy Nga bị kê biên hai thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2 Hà Nội, trong đó một thửa có diện tích 193,1 m2, một thửa có diện tích 165m2. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra soát ngăn chặn giao dịch khóa chiều ghi nợ. Đối với tài khoản đứng tên, các cá nhân gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung và 45 cá nhân cho bà Huế mượn tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra cũng có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp. Đối với tài sản, bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu, đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB như là công cụ tài chính, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, đưa tài sản bảo đảm không đủ pháp lý, không đăng ký giao dịch bảo đảm, rút tài sản có giá trị lớn hoán đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn, rút tiền SCB. Khi SCB giải ngân tiền theo phương án khống, bị cáo Lan chỉ đạo cấp dưới lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền bằng thủ đoạn lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Trong 10 năm, từ năm 2012 đến năm 2022, SCB đã giải ngân cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng. Đến năm 2022, nhóm bị cáo Lan còn 1.284 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng, gần 484.000 tỷ đồng dư nợ gốc, hơn 193.000 tỷ tiền lãi, nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Với thiệt hại trên, Viện Kiểm sát đề nghị Trương Mỹ Lan tử hình. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng, Bị cáo tổ chức thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong một thời gian dài, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, gian dối, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước, nhân dân và SCB. Hơn nữa, Trương Mỹ Lan có 3 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Vì vậy, viện kiểm sát đề nghị mức án trên. Khi bảo chữa, luật sư cho rằng Trương Mỹ Lan không phạm tội tham ô tài sản vì bị cáo không phải là người có chức vụ quyền hạn tại SCB. Đại diện Viện Kiểm sát nói, chủ thể tội này là người nào có chức vụ quyền hạn chứ không phải có chức vụ và quyền hạn. Trong khi Trương Mỹ Lan nắm quyền cao nhất SCB điều hành các bị cáo có chức vụ khác. Ngoài ra, theo luật sư, hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan trong suốt 10 năm là tương tự, cùng phương thức phạm tội nhưng cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố truy tố Lan hai tội danh là làm nặng tình trạng của bị cáo. Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong suốt 10 năm được chia thành hai giai đoạn, tức hành vi phạm tội xảy ra trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, xử lý theo điều khoản tương ứng là Điều 179, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, còn hành vi của Lan và đồng phạm xảy ra từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ xử lý theo bộ luật hình sự mới tương ứng với tội tham ô tài sản về tội đưa hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ, luật sư cho rằng ngoài lời khai nhận tội của bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng 2 và lời khai của người đưa tiền là cựu tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn thì không có chứng cứ nào thể hiện Trương Mỹ Lan chỉ đạo Văn đưa tiền cho bị cáo Nhàn nên không có cơ sở buộc tội bị cáo Lan đưa hối lộ. Xin tòa giảm án cho Trương Mỹ Lan còn có chồng, cháu gái của bị cáo. Cụ thể, khi nói lời sau cùng, chồng của bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Chu Lập Cơ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức hình phạt là từ 10 năm đến 11 năm tù, đã xin xem xét mức hình phạt. Bị cáo cơ nói rằng, dù hết sức bình tĩnh, nhưng vẫn chưa thể tin hậu quả mà gia đình ông đang gánh chịu. Ông cơ nói, dù không biết tiếng Việt nhưng cảm giác vợ ông phải chịu trách nhiệm cả những thiệt hại nhỏ nhất của SCB. Cảm giác xót xa với người vợ khiến ông cơ khó tha thứ cho bản thân mình. Ông cơ mong hội đồng xét xử cứu xét cho vợ cháu Trương Huệ Vân để bà Lan không bị tử hình. Cũng trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan đã bật khóc và xin hội đồng xét xử xem xét mức án khoan hồng để Trương Mỹ Lan có thể thoát án tử. Bị cáo Vân nói, kính xin hội đồng xét xử cho cô bị cáo có cơ hội giải thoát khỏi cái chết trực chờ, dùng toàn bộ ý thức và nghị lực của mình giải quyết hậu quả vụ án. Chỉ có cô bị cáo mới có thể làm, Nỗi sợ hãi và khổ đau còn có niềm tin và hạnh phúc. Bị cáo kính xin hội đồng xét xử cho cơ hội. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB thông báo, phòng giao dịch Bạch Mai chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội, địa chỉ tầng 2, 3, nhà số 361 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chấm dứt hoạt động kể từ ngày 8 tháng 4. Trong tháng 3, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động đối với phòng giao dịch Điện Biên Phủ chi nhánh Tân Định, Số 261 263, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, kể từ tháng 10 năm 2022 đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành, trong đó, đóng cửa 33 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 phòng giao dịch tại Hà Nội, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng, các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang mỗi địa phương đóng một phòng giao dịch. Như vậy, sau hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1 phần tư số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50. Đến nay, SCB chỉ còn 87 điểm giao dịch trên cả nước. Ngày 15 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, Viettinbank, Agribank để tham gia quản trị, điều hành ngân hàng SCB. Trong hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022 và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó. Sau khi dừng hoạt động đối với một loạt phòng giao dịch, SCB mới đây cũng đã thông báo thanh lý một loạt xe ô tô chuyên dụng chở tiền, đồng thời lựa chọn nhà thầu tháo rỡ 21 pano quảng cáo tại 16 đơn vị kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư lớn để sớm trình chính phủ theo phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định. Hiện có 5 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt gồm CB Bank, Ocean Bank, GP Bank, Đông Á Bank và SCB, trong đó SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10 năm 2022. Mới đây, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang và Gia Lai. Cụ thể, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Hà Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Nguyễn Thế Bình, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. Nguyễn Tư Sơn, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ trên cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Phạm Đình Cự, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tư Sơn. Ban bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật Đảng. Trước đó, tại kỳ họp 38 ngày 18 tháng 3, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Hà Hoàng Việt Phương Ngày 8 tháng 3, các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa bị Bộ Công an tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Hà Hoàng Việt Phương cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.